sử dụng mỹ phẩm á, thì mình nghe cái từ HA đó, đó là hyaluronic acid, cái dòng này dòng mới mọi người ha, cực kỳ khô mà kiểu như thô ráp luôn á. Có nhiều thì phù hợp cho những loại da nào, cái loại này phù hợp cho cái loại da mà siêu khô luôn mọi người ha. Thì cái hũ này nó có gì? Cái hũ này là nó ghi là Olay Hy nè. Rồi thằng để gần cho mọi người xem nha. Olay Hyaluronic và Peptide 24 Hydrating Gel, dạng gel mọi người ha. Cái này á thì phù hợp cho những loại da nào? Cái loại này phù hợp cho cái loại da mà siêu khô luôn mọi người ha, cực kỳ khô mà kiểu như thô ráp luôn á. Có nhiều chị gọi điện thoại hỏi hàng á là em ơi chị dùng Olay, có dùng Olay luôn mọi người ha, nhưng mà dùng cái Olay màu đỏ này nè, Olay màu đỏ, cái chị dùng cái này nhưng mà da chị nó vẫn khô, nó vẫn không có đủ cái độ ẩm cho cái da của chị á, thì bây giờ chị phải làm sao? Đó thì bây giờ hàng có tìm hiểu thì hàng biết được là Olay nó có một cái dòng này dòng mới mọi người ha. Cái này á là hyaluronic đó mọi người, nếu mà nghe quen cái từ HA, nếu mà ai mà hay sử dụng mỹ phẩm á thì mình nghe cái từ HA đó, đó là hyaluronic acid ha mọi người ha, đó là chuyên cái thành phần gọi là chuyên cung cấp và giữ cái độ ẩm cho cái làn da của mình cực kỳ tốt luôn. Ngoài ra nó có thêm thành phần là vitamin B3 nè, sau này nó có ghi nè mọi người ha. Đó, sau này nó có ghi là vitamin B3 và peptide. Vitamin B3 làm cho da của mình nó sáng hơn, nó rạng rỡ hơn. Peptide là nó là một trong những cái thành phần mà tạo nên sản sinh ra collagen, chống lão hóa cực kỳ tốt nè. Peptide nó góp phần là nó ngăn chặn hắc tố hình thành ở trên da của mình, ví dụ như là thâm sạm nám. Đó, nếu mà mình lỡ mà có đi nắng hồi nhiều hay là những vấn đề bị mụn hay là cái gì đó, mình bôi cái này lên thì dù sao nó cũng giảm bớt cái độ thâm nám của nó đi, cũng đỡ được phần nào mọi người ha. Đó, đây. Đây mọi người ha, đó. Đó là cái hũ màu xanh, thì cái bên cái trong hũ màu xanh nó như thế nào mình sẽ mở ra cho mọi người xem nha. Cái hũ màu xanh nó như thế nào? Chắc là nó đẹp. Cái màu xanh của nó nhìn mát mắt lắm mọi người. Đây. Đây mọi người ha. Đó, thằng để đây nha mọi người xem đó. Đây. Cái này dùng cho da mặt và cổ buổi sáng và buổi tối đều được luôn. Đó là một dạng kem dưỡng mọi người ha. Cái màu xanh của nó mát mắt ghê luôn á mọi người. Nếu mà mở ra á thì cái hũ ở bên trong ấy sẽ như thế này. Đó, cái dạng gel lỏng luôn nha mọi người. Đây, cái dạng gel lỏng nó apply vô da của mình nó cực kỳ tốt luôn. Nó kiểu như là nó ống ánh vậy đó. Đã. Mùi thơm. Mùi của nó không có nồng nha mọi người, giống như là mùi nước vậy đó. Tại vì của nó thành phần chính của nó là cấp ẩm mà. Tốt. Đó, cái hũ này ok nè. Đối với những người nào mà da quá khô mọi người ha. Đó, đối với những người nào mà da quá khô, khô mà kiểu như mở bong da lên luôn á, nó không thể nào mà nó ẩm được, dù dùng rất là nhiều loại khác nhau mà da của mình vẫn khô, thì mọi người hãy có thể tìm hiểu và sử dụng cái em này cực kỳ tốt luôn mọi người ha. Đó, hyaluronic và peptide cực kỳ tốt luôn. Hôm nay về rất là nhiều loại khác nhau, đây Hà sẽ giới thiệu cho mọi người nhiều loại khác nhau luôn. Rồi, đây là cái loại đây mọi người ha, là màu xanh, loại này là hàng mới về luôn, trước đây thì chưa bao giờ về cái loại này. Thì sau khi tìm hiểu bên Olay á thì họ có ra cái tung ra cái sản phẩm mới như thế này. Đó, dành cho những người nào mà da siêu khô thô ráp luôn mọi người ha. Rồi đây. Rồi hãy sẽ để qua một bên nhé.